Model S là dòng máy tính đồng bộ gaming đầu tiên của Gigabyte Aorus. Thay vì là một chiếc ô tô chạy ngoài đường, thì bây giờ Model S của Aorus sẽ là một sản phẩm PC gaming đồng bộ mạnh nhất mà các bạn có thể mua được. Tất cả các linh kiện bên trong đều được trang bị, được lựa chọn kỹ càng đến từ Gigabyte. Và để có thể biết được bên trong thực sự mạnh đến cỡ nào, thì chúng ta hãy cùng nhau đề cập đến cấu hình mà Gigabyte trang bị. Đối với game thủ ở trong năm 2022 thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người mong muốn sở hữu được những cái dàn linh kiện mới nhất. Cụ thể hơn là về thành phần bom hành chủ cũng như là CPU, thì những cái thành phần linh kiện này thì đều là mới nhất đến từ Intel. Về mặt bom hành chủ sẽ là bom hành chủ Z690, và vì thế CPU được trang bị sẽ là CPU thế hệ thứ 12 với mã là Intel Core i9-12900K. Một mẫu CPU nếu mà thực sự mà mang lên bàn cân so sánh so với nhu cầu gaming thông thường hoặc thậm chí là streaming, mình nghĩ là cực kỳ thừa, bởi vì Intel đã hào phóng trang bị lên đến đà là 16 nhân xử lý cộng với là 24 luồng, và cái xung nhịp đơn nhân cao nhất có thể đạt được là 5.2 GHz. Có trở lại một chút với thành phần bom hành chủ đi. Mặc dù là mã Z690 thì các bạn sẽ nghĩ rằng là Z690 chúng ta có vô vàn những loại mã có trên thị trường, thì Z690 được trang bị ở đây là Z690 Aorus Master. Thì nếu bạn check ở trong BIOS thì sẽ là Aorus Master X gì đây, thì tức là X ở đây tượng trưng cho Model X. Thì thôi, chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua vấn đề đấy. Thì đối với những cái hệ thống được trang bị là đó là dòng bom chủ Z và CPU K, thế nên ép xung là điều mà các bạn cực kỳ tò mò. Tuy nhiên, theo như mình thấy ở trong năm 2022 này thì cái vấn đề gọi là xung nhịp stock sẵn của Intel đã cực kỳ mạnh rồi, và bom hành chủ cũng đã được tối ưu, thế nên việc ép xung là không thực sự cần thiết. Tuy nhiên thì nếu như bạn nào muốn quan tâm thì hoàn toàn có thể ép xung được, bởi vì hệ thống bom hành chủ được trang bị khá là ấn tượng. Nếu như bạn nào mà cần quan tâm nhiều thông số hơn thì mình sẽ để một đường link dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo. Và chúng ta hãy tập trung lớn hơn một chút đi về những cái trải nghiệm thực tế mang lại của những cái bộ PC đồng bộ. Thì với bom hành chủ Z690 thì Gigabyte đã trang bị quá thoải mái những gì mà một người dùng thông thường mong muốn. Kể cả khi bạn vận động CPU full load thì bom hành chủ vẫn có thể cung cấp điện cho CPU, và cung cấp điện năng thì mình thấy rơi vào khoảng chừng cao nhất mình test được ấy là rơi khoảng hơn 300W, như vậy là rất là nhiều. Và cái nhiệt độ tỏa ra cũng là một vấn đề mà chúng ta quan tâm, thì cái nhiệt độ đã được tối ưu lại một chút, bởi vì là xung quanh các cái bộ cây đây thì đã được để sẵn những hệ thống quạt và đối lưu airflow trong bộ cây rất tốt, thế nên sẽ không có tình trạng bị bí nhiệt, và qua đó thì những cái hệ thống tản nhiệt cũng sẽ được đảm bảo được tốt nhất có thể. Và tản nhiệt cho CPU thì sẽ không phải tản nhiệt khí thông thường mà sẽ là tản nhiệt nước All-in-One với RAT là 360, thế nên ở quanh khu vực VRM ở đây thì chắc chắn là sẽ không bị bí nhiệt này, và cái hiện tượng mà gọi là bị quá nhiệt dẫn đến giảm hiệu năng sẽ không có cái chuyện đấy xảy ra nhá. Và khi mà chơi game ấy thì những cái hệ thống tản nhiệt nước All-in-One thì mình thấy nhiệt độ CPU loanh quanh khoảng chừng hơn 60 độ C. Đây không phải là mức nhiệt cao nhá. Các bạn đừng nhầm lẫn nghĩ là ngoài 60 độ C khi chơi game là cao. Đây vẫn là mức nhiệt cực kỳ thấp so với cái nhu cầu gaming. Và sẵn tiện qua đây thì mình sẽ có test qua một số những cái điều kiện. Thì đối với điều kiện của khi stress test thì cái nhiệt độ của CPU sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào vấn đề BIOS, nên đây mình sẽ không đưa ra một con số cụ thể. Khi các bạn update BIOS mới nhất thì cái nhiệt độ sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều khi so với cái bạn để default mà các bạn không update. Cái này thì việc update cũng rất là dễ dàng đấy, chúng ta hoàn toàn có thể lên Google mà. Và một số những yếu tố bổ trợ dành cho CPU thì Gigabyte cũng đã hào phóng, đó chính là sử dụng luôn phiên bản đó chính là RAM DDR5 với bus RAM là 5200 và dung lượng là 32GB, một mức dung lượng cực kỳ thoải mái cho mọi nhu cầu làm việc cho đến là chơi game. Và SSD được trang bị ở đây là hai ổ SSD với tổng dung lượng là 2TB và đều là SSD NVMe để đảm bảo tốc độ cao nhất. Và một yếu tố để cho cái cấu hình gaming hoàn hảo nhất thì không thể thiếu được, đó chính là về phần VGA. Phiên bản mình đang có ở đây là sử dụng card RTX 3080, cụ thể hơn một chút là phiên bản Gigabyte Gaming OC. Nghe thì hơi lạ một chút, nhưng mà tại sao lại sử dụng phiên bản Gaming OC? Liệu có tốt bằng phiên bản Aorus hay không? Thì cái câu trả lời của mình là có. Hiệu năng khi chơi game trên độ phân giải 4K là rất tốt, nhưng mà mình thấy hầu hết mọi người đều sử dụng trên độ phân giải 2K thôi. Cái mức FPS mang lại là không cần phải bàn cãi khi rất cao. Hầu hết các tựa game mình test thì đều có thể là mình bật max setting luôn. Còn cái vấn đề về nhiệt độ, đây là một trong những yếu tố mà nhiều bạn quan tâm nhất. Thì đối với RTX 3080 thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là nóng lắm đấy, thì câu trả lời của mình là không. Khi mà nhiệt độ khi mình sử dụng đó chính là Fermax để mình stress test thì nhiệt độ sẽ quay khoảng từ 60 đến 70 độ C trong nhiệt độ phòng điều hòa, và mình có mở vỏ cây ra để đo cho hiệu quả nhất. Thì cái mức nhiệt như vậy, kể cả có là nhiệt thủ đi thì vẫn cứ là một mức cực kỳ lý tưởng để có thể sử dụng chơi game trong một thời gian dài.
Đó là mặt cấu hình của sản phẩm. Vậy điều gì khiến các bạn mua một sản phẩm gaming đồng bộ? Theo mình thì yếu tố này sẽ nằm ở thiết kế và phần hậu mãi. Về mặt thiết kế thì Gigabyte làm khá tốt đối với dòng Model X, thì với phần vỏ cây sẽ có nhiều những khe thoát gió để đảm bảo yếu tố tản nhiệt. Cổng kết nối được trang bị đầy đủ ở trên main lẫn là bên trên cái phần vỏ cây đây, nhiều để các bạn có thể sử dụng. Và LED RGB xung quanh cả mặt trước và mặt trên thì đều có LED RGB có logo của Aorus và có thể đồng bộ thông qua phần mềm của Gigabyte. Nhìn sơn một chút ở bên trong thì thấy là tất cả những chi tiết được lắp đặt cực kỳ hoàn hảo, và những cái phần dây dỡ được che đi bởi những cái tấm ốp để che chắn, và như vậy thì vừa giúp cho sản phẩm đảm bảo được tính thẩm mỹ, và cái thứ hai nữa thì giúp vỏ cây chắc chắn hơn được. Chẳng may các bạn có rơi vỏ cây, cái này thì mình không khuyến khích đâu, nhưng mà với cái cách thiết kế như vậy thì mình nghĩ là cái sản phẩm, những cái linh kiện bên trong sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Về phần hậu mãi của sản phẩm thì sao? Dĩ nhiên đối với Model X là một sản phẩm có mức giá cực kỳ cao thì sẽ nhận được những cái bảo hành chính hãng Việt Nam như bao sản phẩm khác, và đây thì là đồ all in one, tức là tất cả những linh kiện ở trong một. Thế nên khi các bạn gặp lỗi thì các bạn sẽ không cần phải ngồi check xem đâu là lỗi của sản phẩm nào, sản phẩm A, B, C nào bị lỗi. Các bạn cứ mang cả sản phẩm đến chúng ta bảo hành và bên đấy họ sẽ lo cho các bạn. Và đặc biệt hiện tại khi các bạn mua sản phẩm Model X thế hệ thứ 12 thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một ghế gaming đến từ Aorus. Điều các bạn cần đó chính là chỉ cần mua thêm bàn, màn hình, chuột, bàn phím là chúng ta đã có một góc gaming tuyệt vời để có thể sử dụng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.